Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình xin nói về cái công thức tính diện tích của một cái hình elip. Thì trước khi vào diện tích của một hình elip như thế nào thì các bạn hãy tưởng tượng elip là gì. Các bạn nào mà chơi thể thao rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái elip giống như là một cái quả elip đó. Đó, trong môn thể thao có gọi môn gọi là bầu dục đó. Đó, đó chính là cái hình elip đó các bạn. Còn các bạn nào mà chưa thể thao, chưa bao giờ biết cái môn thể thao bầu dục là như thế nào thì các bạn nhìn vô cái quả dưa hấu dài của mình á, nó có hình như thế này, quả dưa hấu dài nha các bạn chứ không phải quả dưa hấu tròn nha. Đó chính là cái hình elip đó, được chưa ạ? Đó mình nói tổng quan để cho các bạn biết cái hình elip là như thế nào thôi. Rồi để vào tính được diện tích của hình elip thì mình sẽ nói cho các bạn nghe. Thì đó, do elip làm nó nằm trong mặt phẳng nên sẽ có hai trục, đó là trục OX và trục OY. Được chưa? Elip này luôn luôn chọn ô làm tâm, tại vì ở cấp cấp này là cấp 2, cấp 3 chứ. Cấp 3 các bạn chỉ học ở trong cái hình elip này, trong cái hình elip trong mặt phẳng thôi, và nó chọn tâm ô là tâm đối xứng luôn và tâm của elip luôn. Thì đặc điểm là gì? Đây, đây là cái hình elip đây. Thì nó sẽ cắt hình elip này cắt trục OX tại hai điểm A1 và A2. Thì người ta nói độ dài A1, A2 chính là độ dài trục lớn, được chưa? Tại vì cái hàng này nó lớn hơn này nè, người ta gọi là độ dài trục lớn. Và A1, A2 chính bằng 2A, được chưa? Tiếp tục, B1, elip cắt cái trục OY tại B1 và B2. Và cái độ dài B1, B2 chính người ta gọi là độ dài trục nhỏ, bởi vì nó nhỏ hơn cái đoạn này, được chưa? Nên người ta ký hiệu B1, B2 bằng 2B, được chưa? Còn chữ A, chữ B như thế nào thì chúc vào phương trình elip đi rồi mình sẽ nói. Tiếp tục, F1, F2 người ta gọi là tiêu cự, được chưa ạ? Cái độ dài F1, F2 này sẽ bằng 2 lần C, được chưa? Ở 2 lần C. Và phương trình elip là bằng x bình chia cho A bình cộng y bình chia cho B bình bằng 1. Đây là phương trình elip chọn ô làm tâm nha các bạn. Chọn ô làm tâm nha các bạn. Đó, rồi. À, đó là cái phương trình elip. Cái này là phương trình các bạn học ở chương trình lớp 10 á. Các bạn nào mà chưa nhớ thì các bạn có thể dở lại phương trình lớp 10, cái chương trình lớp 10 để mà xem cái phương trình elip như thế này nha các bạn. Rồi thì diện tích của elip, rồi vào vấn đề chính đây. Diện tích của elip sẽ bằng pi nhân a nhân b. Vậy nói nôm na diện tích elip bằng pi nhân nửa độ dài trục lớn nè, nhân với B là nửa độ dài trục nhỏ nè. Tại sao ạ? 2A mới là độ dài trục lớn. Vậy A sẽ bằng nửa độ dài trục lớn. B đây, mà đây là 2B là trục nhỏ. Vậy là độ dài trục nhỏ. Vậy là B sẽ là nửa độ dài trục nhỏ. Vậy nói nôm na diện tích elip sẽ bằng pi nhân A nhân B. Hay nói khác, diện tích của elip sẽ bằng pi nhân nửa trục lớn nha, nhân nửa trục nhỏ nha. Được chưa ạ? Rồi, ví dụ x bình chia cho 4 bằng cộng y bình chia cho 9 bằng 1. Được chưa ạ? Để tính được diện tích elip, bạn phải đảm bảo phải tìm được chữ A và chữ B. Mình biết rằng gì ạ? Biết rằng phương trình elip có dạng là x bình chia cho A bình cộng y bình chia cho B bình bằng 1. Rồi, các bạn nhìn nè, x bình, y bình, 1, 1. Được chưa ạ? Vậy tương tự A bình của mình bằng 4. Vậy suy ra A của mình bằng mấy ạ? A của mình bằng 2. Được chưa? B của mình bằng mấy ạ? B bình của mình bằng 9. Được chưa? Vậy suy ra B bình của mình bằng 9, vậy B của mình bằng 3. Được chưa? Còn không biết thì muốn B bình bằng 4, vậy muốn tìm A thì lấy bấm căn của 4. Đây là bấm căn của 9. Tại sao A với B đều là số dương? Bởi vì AB là độ dài nha các bạn. AB mình đang xét là độ dài nha. Độ dài nên nó là số dương. Còn nếu mà các bạn cái này phải ra đúng lý, phải ra hai giá trị là cộng trừ 2. Nhưng mà đây mình đang nói về độ dài. AB là độ dài nha các bạn. Độ dài. Về theo công thức diện tích elip sẽ bằng pi nhân a nhân b, vậy sẽ bằng pi nhân 2 nhân 3, vậy bằng là 2 nhân 3 là 6 pi.
chưa? Đơn vị độ dài diện tích, được chưa? Đó là công thức tính diện tích elip. Còn các bạn nào mà chưa biết nữa thì các bạn có thể comment những cái chỗ nào bạn chưa biết rõ thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.